Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chính phủ gãy chân, Vũ Đức Đam và Lê Văn Thành rủ nhau xuống hố cả lũ. Chủ nghĩa xã hội là viết tắt của xã hội chủ nghĩa, trong đó đôi khi người dân lại diễn giải theo một cách khác. Nào là xạo hết chỗ nói, rồi là xuống hố cả nhóm, vân vân. Lần này chính phủ đang gặp vấn đề ở cấp phó thủ tướng. Dính đến vụ Việt Á là ông Vũ Đức Đam, dính đến sai phạm đất đai ở Hải Phòng là ông Lê Văn Thành. Quan chức nào cũng như vậy, con đường đi đến đỉnh quyền lực luôn để lại những tiêu cực của nó. Vấn đề mà có khui ra hay không mà thôi. Và giờ đây, dường như ông phó thủ tướng đang gặp rắc rối từ Hải Phòng. Đây là hình ảnh ông Vũ Đức Đam. Vụ Việt Á vẫn còn đó, vẫn chưa dứt điểm, nên số phận ông Vũ Đức Đam vẫn đang còn bỏ ngỏ. Cuối năm 2019, đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 phát tán khắp nơi trên thế giới. Trong đó có Việt Nam, Trung ương Đảng đã chọn ông Vũ Đức Đam là người chỉ đạo được phân công nhiệm vụ trực tiếp lãnh đạo phòng chống đại dịch COVID-19 tại Việt Nam. Ngày 14 tháng 10 năm 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định phân công Vũ Đức Đam tạm kiêm chức vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế trực tiếp lãnh đạo toàn diện mọi hoạt động của Bộ. Đến ngày 5 tháng 11 năm 2019, Bộ Chính trị có quyết định phân công ông kiêm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế. Việc chỉ đạo phòng chống COVID không chỉ đặt yêu cầu, nên ngày 24 tháng 8 năm 2021 tại trụ sở Trung ương Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng đã có kết luận thống nhất phân công chính phủ mà người đứng đầu là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đứng lên làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống giai đoạn chống dịch COVID thay cho ông Vũ Đức Đam trước đó. Và sau đó ai cũng biết vụ Việt Á đã làm cho người dân khốn đốn. Ông Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đi tù và các ông Trung Ngọc Anh cũng vào tù luôn. Tuy nhiên, ông Vũ Đức Đam vẫn chưa bị gọi tên. Thực chất là ông Vũ Đức Đam không phải là vô can, mà còn nhiều vấn đề nữa mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần tiếp tục làm rõ sai phạm của ông Vũ Đức Đam. Dù vậy, đến nay, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa cho khởi tố Vũ Đức Đam, cũng chưa cho ông Phó Thủ tướng này một con đường mở. Không biết ông Đam sẽ lo liệu như thế nào, liệu có thể vượt qua được Ủy ban Kiểm tra Trung ương lần tới hay không? Có thể nói trong bốn chân trụ của ông Phạm Minh Chính gồm bốn phó thủ tướng thì chân trụ Vũ Đức Đam đang lay mạnh nhất. Đây là hình ảnh ông Lê Văn Thành. Hiện nay một chân trụ nữa trong bốn trụ của ông thủ tướng cũng đang bị lung lay dữ dội. Đó chính là chân trụ của ông Lê Văn Thành. Đơn tố cáo ông Lê Văn Thành dính đến sai phạm đất đai tại thành phố Hải Phòng khi ông này còn làm bí thư thành ủy thành phố. Lá đơn tố cáo này tất nhiên đã nằm trong tay của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Mặc dù vậy, không hiểu tại sao nó lại lọt ra ngoài xã hội. Chính vì lọt ra bên ngoài nên số phận Lê Văn Thành mới gặp nguy hiểm. Nếu lá thư đó còn nằm trong tay ông Trần Cẩm Tú mà chưa ai biết, thì ông Lê Văn Thành có thể đã ngã giá, chạy trọt để ông Tú ém nhẹm lá đơn này mà đi. Việc làm này là cách quen thuộc trong bộ máy của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy vậy, kẻ tố cáo ông Thành quá cao cơ khi đã gửi một lúc hai nơi, vừa gửi lên cơ quan kiểm tra Trung ương Đảng, vừa bung ra trên mạng xã hội, thì xem như người này đã quyết tâm tấn công mạnh vào ông Lê Văn Thành, quyết không cho ông có đường tẩu thoát. Đây là hình ảnh những chân trụ của chính phủ sắp gãy và liệu ông Chính sẽ làm gì tới đây. Trò chơi quyền lực quả là quá phức tạp và đầy mưu mô với một ông phó thủ tướng mà họ còn có cách để không cho ông này bị bịt kín thông tin. Xem ra trong chính phủ ông Phạm Minh Chính có bốn phó thủ tướng thì nay có hai trong đó là đang lung lay mạnh nhất, chưa biết ông nào sẽ rụng trước. Quả là ông Vũ Đức Đam và Lê Văn Thành bây giờ sẽ chống đỡ thế nào là câu hỏi được đặt ra, và nếu hai chân trụ này sụp thì số phận ông thủ tướng cũng bị đưa lên diện nghi ngờ. Việc đấu đá ác liệt không có nghĩa là có người sẽ bị loại khỏi vũ đài chính trị. Vậy liệu ông Vũ Đức Đam và Lê Văn Thành có bị loại hay không còn phải cần đến lúc hạ màn phân giải và thời gian giới Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng sẽ nói gì về hai nhân vật này. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin phu nhân ông chủ tịch tiếp tục gây chao đảo gia tộc, ông Phúc lại gặp thêm bão lớn. Tới nay có thể nói rằng bà Thu, phu nhân của ông chủ tịch nước, là phu nhân làm ăn bạo nhất trong giới phu nhân của các quan chức lãnh đạo hàng đầu. Trừ bà Phan Lương Cầm từng dùng uy tín ông Võ Văn Kiệt làm ăn thì các phu nhân khác ít khi làm ăn lớn. Mặc dù vậy, bà Cầm không gây hại đến xã hội nghiêm trọng lắm.
Vụ án Việt Á là vụ án vô cùng nghiêm trọng, nó liên quan đến sinh mạng của người dân, nên dù cho ông Phúc có từng là thủ tướng và nay là chủ tịch nước, thì ghế của ông cũng vẫn lung lay như thường. Tuy nhiên, kinh nghiệm chính trị của ông Phúc đã tạm lắng vụ án này, không qua sự sẩy chân của đối thủ chính trị đang điều tra nhắm vào ông. Đây là hình ảnh bà Trần Thị Nguyệt Thu. Theo thông tin chúng tôi nhận được, thì bà Thu không chỉ liên quan đến vụ án Việt Á mà còn rất nhiều vụ án khác. Trong đó có dự án chống ngập rất lớn tại thành phố lớn nhất của đất nước. Hiện nay, Bộ Chính trị đang trong vòng điều tra, và điều tra để đấu nhau chứ chưa hẳn đã điều tra để truy tố. Được biết, ông Chủ tịch nước, chồng bà Thu đang là đại biểu Quốc hội cho đơn vị mà bà đang có dự án làm ăn rất lớn ở đây. Đó là vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu khui ra là có thể chính chồng bà đã bao che cho vợ làm ăn, thì vụ việc thêm phần vỡ lở. Dự án ngăn chiều chống ngập của thành phố Hồ Chí Minh có vốn đầu tư lên đến gần 10.000 tỷ đồng, xây dựng ở quận 1, 4, 7 và 8, huyện Nhà Bè, Bình Chánh. Công trình dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2020, giúp kiểm soát ngập do triều dâng, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu cho diện tích 750 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm thành phố. Tuy nhiên, từ cuối năm ngoái, dự án đã tạm dừng thi công do vướng mắc ký phụ lục hợp đồng, thủ tục thanh toán, vân vân. Cho đến nay, dự án không đi đến đâu cả, thành phố vẫn đang ngập khắp nơi. Đây là cái cớ rất hợp lý để thanh tra vào cuộc. Nếu dự án thành công thì không có vấn đề gì, còn đây là dự án kéo dài, không hiệu quả thì không biết cơ quan thanh tra của Đảng, của Chính phủ xuất hiện bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Xuân Phúc khá suôn sẻ từ khi ông về Trung ương nắm chức Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dưới thời ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhờ cái bóng ông Dũng quá lớn mà ông Phúc đã tiến lên chức Phó Thủ tướng Thường trực khá dễ dàng, và nhờ nhạy bén nắm bắt cơ hội tốt nên ông Phúc đã thay thế ông Dũng. Tuy vậy, khi không còn ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Phúc lại thất thủ trước ông Phạm Minh Chính và để mất chiếc ghế Thủ tướng đầy quyền lực này vào tay đối thủ chính trị dày dạn kinh nghiệm, trưởng ban tổ chức trung ương của Đảng. Khi đó, người ta đánh giá sự nghiệp chính trị của ông Phúc đã ở bên kia sườn dốc. Tuy nhiên, bản thân ông Phúc thì không thừa nhận sự thật đó mà vẫn cố gắng chiến đấu cho chiếc ghế Tổng Bí Thư khi mà ông Tổng chuẩn bị về vườn. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam. Khi quyền lực đang yếu dần đi thì sóng gió lại bất ngờ ập đến. Đó vốn là quy luật muôn đời của trò chơi chính trị. Nhiều người đánh giá ông Phúc chiến đấu để giữ chiếc ghế chủ tịch cho thấy năng lực chính trị của ông rất mạnh. Tuy nhiên, hiện nay biến cố cứ chút xuống tới tấp, làm ông vất vả chống đỡ. Không biết ông có vượt qua nổi hay không. Bởi một con người đã lên tới ghế thủ tướng thì dù cách nào đi nữa, ông cũng có năng lực chính trị rất mạnh. Nếu so với ông Tô thì nhãn quan chính trị của ông chủ tịch tốt hơn rất nhiều. Và dư luận cho rằng ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được cho là có người vợ đã gây rắc rối cho ông lớn nhất so với các lãnh đạo từ trước đến nay và cả trong quá khứ của tứ trụ Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này làm giảm khả năng đoạt chiếc ghế Tổng Bí Thư của ông rất nhiều. Hiện nay ai cũng có tỉ vết, nhưng tỉ vết của ông Chủ tịch nước quá lớn và liệu ông có vượt qua được hay không thì còn phải chờ xem Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ra sao. Đây là hình ảnh dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ở thành phố Hồ Chí Minh. Dự án chống ngập ở thành phố Hồ Chí Minh là một vết loét rất lớn. Nếu khoét sâu thì sẽ ảnh hưởng không những đến ông chủ tịch mà còn ảnh hưởng đến các nhân vật khác. Hãy chờ xem vụ án này sẽ khui hay không và Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ khui nó đến đâu.